Chào các anh em đang xem miền Tây Solai ha. Bữa nay là tối ngày thứ 6 mà không phải tối anh em, khuya luôn rồi. Còn có chừng nửa tiếng đồng hồ nữa là qua 12 giờ luôn mọi người. Ngày thứ 6 ngày 27 tháng 5 2022 nha. Thì hồi chiều giờ mình gói hàng nha anh em. Gói quá nhiều đồ luôn và bây giờ tiếp tục lại gói hàng. Rồi lo nói chuyện rồi bỏ quên một cái đèn lên rồi anh em. Bỏ thiếu một cái đèn rồi. Để ngừng cái video em lại bỏ giùm cái đèn kia lên em. Nhanh 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 để quay luôn nè. Anh Thành ở Đầm Dơi Cà Mau ha. Anh lấy hai cái CD 300 1.450.000 cái. Rồi anh lấy thêm hai cái 100W giá 1.050.000 cái. Rồi anh lấy cái 60W giá 750.000 cái. Đó nói chung là anh lấy năm cái đèn mà năm đèn khủng không nha. Năm cái CD loại 1 hết nha anh em. Không có lấy GDT hay là không có lấy mấy cái loại rẻ rẻ nữa. Lấy loại xịn không à. Đó cho nên là cái đơn hàng này chất lượng quá anh em. Đó mà nặng cồng kềnh luôn, mình phải tìm cách gói sao cho nó ổn nhất ha. Đó thì mình nhắc lại về cái vấn đề này ha, là cái đèn 60W trước đi. Cái đèn mà mình bán gọi là nhằn nhụa trên kênh luôn anh em, bán điên cuồng, bán năm này qua tháng nọ, năm dài qua tháng rộng luôn ha. Tháo pin 22W nè. Bộ pin lưu trữ 20 mAh nè. Có thể là 156 con SMD 287, SMD 5730 nè. Đó, nó là GDL1 nha anh em. Nguyên cái bộ này là giá 750 ha. Hàng GDL1 thì chắc chắn là nó quá là đẳng cấp rồi. Nó là nhôm nguyên khối nè. Và nó sơn tĩnh điện nha anh em, nhôm nguyên khối và sơn tĩnh điện nha. Rất là đẹp ha, đẳng cấp. Tấm pin nhìn rất là đẳng cấp. Cái mặt của tấm pin anh em thấy nó có mờ mờ phải không? Cái này là do bữa nay trời mưa nó bị hơi nước nè anh em. Mình lấy cái tay mình ấy nó ra hết à. Nói chung là không phải là nước tạt nha anh em, đừng nghĩ nước tạt mà là cái độ ẩm của không khí anh em. Độ ẩm không khí làm cho cái kính nó bị mờ á. Giống như chúng ta thổi cái hơi của chúng ta vào cái kính của cái xe máy anh em. Nó bị mờ á, giống vậy ha. Đó, mình đưa đẩy đẩy cái nó ra bóng lờ ha. Rồi bây giờ tới cái mình test luôn nha. Bấm auto nó cháy lên nè, bấm on nè. Đó, sáng lắm nha mọi người. Ở cái đèn này y gan như cái đèn mình treo ở nhà mình á ha. Ở nhà mình có một cái nè anh em, hồi đó giờ mình quay cho anh em hoài đó ha. Đó và nó sáng ha, ok cho mọi người. Rồi cái remote thứ nhất với cái đèn thứ nhất đã xong. Rồi bây giờ tới cái đèn 100W giá là 1.050.000. Là cái tấm pin của nó là tấm pin 35W nè, tấm pin to thế. 35W nha anh em, tấm pin 35W. Đó, cái đèn. Bộ pin lưu trữ của cái đèn này á là 25 mAh. Và cái đèn này có 256 con 256 con SMD 5730 ha. Cái kia là 156, còn cái này là 256 con SMD 5730. Bộ pin lưu trữ là 25 mAh. Đó. Và cái đèn này á 1.050.000 nha anh em. Đó, nó là JD8800L là 100W nha anh em, JD100W. Hàng loại 1 chuẩn chỉ luôn nha. Đó, nói chung là cái đèn, mấy cái đèn này khỏi chê rồi nè, thấy không anh em, thấy không? Mặt sau của nó nè. Đó, sơn tĩnh điện nha mọi người. Rồi cái thứ hai. Cái thứ hai là cái cũng là JD100W luôn. Đó, cũng là JD100W luôn ha. Cấu hình giống như gan kia luôn. Tấm pin cũng 35 và bộ lưu trữ là 25 và 256 SMD 5730 luôn. Đó, một bộ sản phẩm gồm có 3 cái nằm trên bàn anh em. Đó thì anh Thành là khách hàng rất là thân thiết, ảnh mua rất là nhiều hàng của bên mình rồi. Lần này thì ảnh mua 5 cái đèn và 15 cọng dây, nhưng mà mình còn có 8 cọng để gửi thôi, mình thiếu hết 7 cọng. Thì chắc khoảng 3-4 ngày nữa, 2 ngày nữa chứ, công ty nó có một chuyến hàng gửi về và mình tiếp tục mình lại gửi dây xuống để bù đắp phần thiếu thốn ha. 15 cọng mà gửi được 8 cọng anh em. Nói chung là trong cùng một lúc vậy mà anh mua tới 15 cọng dây á, cho nên là mình không có để đáp ứng kịp. Nói chung là cũng khó lắm anh em ơi. Hàng nó hết giác nào mình cũng không hay. Thường thường là nó hết, thí dụ như anh em lấy 1 cọng rồi lấy 1 cọng rồi lấy 1 cọng, mình thấy còn 2-3 cọng, vậy là mình kéo hàng về. Như còn cái này ảnh lấy gấp quá, anh chơi một phát 15 cọng cho nên là mình hơi bị thiếu. Và mình gửi được 8 cọng ha, còn 7 cọng thì thôi anh Thành thông cảm, mình khất lại. Khất lại lần sau nha. Vài bữa nữa mình gửi bù ha. Thông cảm đi chứ giờ mình cũng khó khăn quá. Giờ mình kiếm hết cái nhà mình được có 8 cộng không mọi người.
8 cộng của hàng Zinian xịn luôn nha anh em. Nói chung là dây thì của Zinian hết thôi. Nè đó, đã không? Đó, có gì đâu ha. Quên nữa, cái cộng dây đó mình để vốn nha, công ty để cho mình 50.000 và mình để cho mọi người 50.000. Chắc chắn luôn ha, để vốn chắc chắn luôn, không có đường nào á. Mình chỉ lời những cái đèn này thôi, nói thẳng là đèn này mình lời nè. Vậy thôi ha. Đó, bây giờ thì có ba cái đèn ở đây thì mình test được cái rồi. Bây giờ thì test nữa đi. Remote đồ đâu hết rồi. Rồi. Bây giờ mình cái remote kia sao chưa ấy á. Rồi chúng ta bắt auto này, bấm on này. On này. Đó, đã không? Đã không? Đèn 100W thì đẳng cấp hơn 60 nữa nha anh em. Sáng hơn, to hơn và nó hoành tráng hơn. 1.050.000 mà đâu đơn giản đâu anh em. Tấm pin bự nè, đèn cũng bự nè. Đó, nhìn rất là đẳng cấp nha. Còn nó đo nó bự như thế nào thì cái đầu đo nãy ra mất tiêu rồi. Đó, bé nó lấy rồi. Tấm pin 35W nè, cái đèn là bộ pin lưu trữ là 25 mAh nè. Và có 256 SMD 5730 nè. Đó thì sáng là khỏi lo nha. Nè, đó. Đã lắm nha anh em. Đó, không phải là mình bán là mình khen đâu mà đèn JD loại 1 thì trời, nhìn bề ngoài thôi là thấy nó đẹp rồi chứ đừng khỏi xài luôn. Nhìn chá là luôn nha anh em, nhìn phê lắm nha. Đó, rất là ngon nha, giá 1.050.000 ha anh em. Thì như anh Thành mua hàng, à quên nữa, anh Thành đâu phải mua cho ảnh đâu, ảnh mua cho lần này là ảnh mua cho ba của ảnh nha, gia đình ba của ảnh. Ảnh mua 5 cái luôn do gia đình ba ảnh, còn trước đây ảnh mua xài gia đình ảnh. Thì khi mà chúng ta mua nhiều vậy anh em thì phí vận chuyển nó rẻ lắm nha, nó đỡ lắm luôn á ha. Cái phí thì chắc mình không nói thì anh Thành đã biết rồi, người mua hàng thì mua trả phí. Anh Thành mua nhiều anh tự biết, này là mình giới thiệu cho anh em biết thôi ha. Đó thì ở đây nó 3 cái, còn ở đây 2 cái thì mình cũng đã vô thùng rồi nè. Ừ. Vô thùng mà đang tìm cách đóng gói 5 cái này nó vô chung với nhau không biết được hay không nè. Đó chắc được á ha. Đó thì có cần mốt ở mấy hông này không? Suy nghĩ coi cần mốt mấy hông không. Rồi ở đây thì hồi chiều giờ mình gói được 1 2 4 5 5 cục, 6 cục ha. Đó, đó anh em, thấy không? Ở đây một đống luôn ha. Gói tá lả luôn, mình vô đây quay hình như ánh sáng nó không tốt lắm ha. Đó, giờ mình gói sao cho nó vô trong đây ha. Và lát nữa mình gói mốt xốp đồ cho nó kỹ lưỡng vô để gửi tới tay của mọi người nha. Đấy, tới tay của gia đình của chú Lợi ha. Lợi, chú Lợi quá, chắc ba của anh Thành đó. Ở Giá Rai, Bạc Liêu nha, xã Giá Rai, Bạc Liêu. Đó thì đèn cũng đã test rồi, quảng cáo cũng quảng cáo rồi, giới thiệu cũng giới thiệu hết rồi. Anh em nào mua hàng cứ liên hệ Zalo 0766874311 nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những cái video vào ngày mai nha. Bây giờ hết nổi rồi anh em, bây giờ mình phải đi ngủ thôi chứ gói xong mấy này là biến liền. Hết nổi rồi mọi người, hẹn gặp mọi người vào ngày mai.